Show. Rồi anh em này. Xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với cửa hàng đồ nghề và dụng cụ cầm tay của kênh Sáng Tạo phối hợp với ông Văn Phúc này. Thì hiện nay ngoài những cái mã gọi là những cái dòng sản phẩm của Đích Tông bọn mình đang bán tại cửa hàng, bây giờ bọn mình có thêm một số những cái gọi là sản phẩm cực kỳ hot luôn anh em. Cái dòng Đích Tông này nó mới ra, ví dụ như con cơ xích này và con thổi bụi 42V turbo, con thổi bụi 21V turbo này. Về con cơ xích và con thổi bụi turbo này nhá, thì nó dùng double pin luôn anh em. Nó sẽ đắp được hai viên pin, một viên bên này, một viên bên này. Con này cũng vậy, chơi hai viên luôn, cực kỳ tiện lợi. Anh em cũng có thể dùng được cái pin Makita nhé, tại vì những cái chân của Đích Tông này nó phù hợp tất cả với pin Makita. Thì ngoài ba con hot này là hai con thổi bụi, một con cơ xích này, sẽ có thêm bốn cái sản phẩm này cho ông Phúc giới thiệu nhá. Thì đây là hai cái mẫu máy mài gốc mini các bạn. Cầm đây là cái phần cầm tay nó rất là gọn nha. Thì ở đây là một mẫu là sử dụng pin chân pin của Makita. Và nó vẫn một... vừa luôn này luôn đúng không? Đắp cho anh em dạ, cái tông này xem luôn. Thì nó là chung một hệ chân. Còn cái cây màu vàng này là sử dụng cho anh em mà đang sử dụng cái hệ pin của Dewatt. Thì được, anh em có thể sử dụng cái thân máy màu vàng này. Về phụ kiện thì nó sẽ cho chúng ta một cái bảo vệ lưỡi, một cái mở lưỡi và một cái tay cầm, kèm theo sách viết sổ bảo hành. Bảo hành cái này là chính hãng 6 tháng anh em nhé. Về bu lông thì ở đây mình có mẫu bu lông 380 N, thì một cây vẫn sử dụng chân pin Makita và một cây vẫn sử dụng chân pin của Dewatt. Thì cái mẫu 380 N này rất là hot nha anh em, tại vì nó nhỏ gọn mà lực nó cao. Cái mã là bao nhiêu nhỉ? Trường cái, có quay cận cảnh một tí cho. Đây, cái mã pin Dewatt là DW20IW380NCB. Giá nguyên thân máy là bao nhiêu đấy Phúc? Thân máy của bu lông này là cây chân Makita là 1.150.000 và cái cây chân Dewatt này là 1.300.000. Cái mã của con chân Makita này là bao nhiêu đấy Phúc, đọc lên cho anh em xem nào. Mã này là M21IW380NCB. Là dùng được chân của Đích Tông với lại Makita là giá 1.150.000. Và cái con thân Dewatt này là 1.300.000. Rồi hai con này đồng giá đúng không? Hai con này thì đồng giá thân máy 1.100.000. 1.100.000 hết anh em ạ. Giá trên đây là mình báo là giá thân máy nha anh em. Nguyên thân máy đấy anh em nhá. Nếu mà muốn pin anh em có thể mua pin, ví dụ như ở một pin viên, sạc. Viên pin này là 700.000. Thêm cả sạc là bao nhiêu? Sạc là 250.000, sạc 250.000. Và pin sạc Đích Tông là 950.000 anh em nhá. Còn ví dụ như pin sạc Makita mà ông Phúc ông đóng á thì sẽ là 550.000. Đây, sạc của Đích Tông là sạc này là 250.000 một cục. Đúng không? Như vậy là như đây là 950.000 đúng không? Dạ, 950.000. Còn nếu mà như pin sạc Makita chú đóng là cả pin cả sạc là có 550.000 thì có 550.000 sạc adapter. Rồi, thân máy của con này là cái mã của nó là M21AG100S anh em ạ. Đây, thân máy của con chân dùng pin Dewatt này. Nó là DW20. DW20 này, AG100S. Tất cả những cái này là không thổi than hết anh em nhé. Bluetooth ấy, hai con này cũng vậy và hai con này cũng vậy. Đây nó ghi có chữ BL motor này nha. Đây là Bluetooth motor. Đây. Thì sắp đó, tới sang tháng 6 thì bên Đích Tông cũng về thêm một số mẫu máy bắn vít và máy khoan. Thì tháng anh sau em mình sẽ có clip nha. Anh em nhớ theo dõi kênh để mà không bỏ lỡ những cái sản phẩm mới nhất nha. Rồi về giá của con cưa xích hai pin 21V nó thành 42V này nha. Cái mã của nó đây. Chuyển qua bên đây nha. M21X2 CS148BL là giá 2.200.000 nguyên thân máy anh em nhá. Bảo hành chính hãng của Đích Tông 6 tháng. Con thổi bụi double pin này cũng vậy. Cái mã của nó đây này là M21X2 TB01BL là motor không thổi than đấy, nó cũng là 2.200.000 luôn. Cũng bảo hành 6 tháng. Riêng cái con này anh em này, nó chỉ dùng được một pin Makita hoặc là một pin Đích Tông. Cái con này anh em nhá cũng dùng được pin Makita này. Con này cũng vậy này anh em này, vẫn dùng pin Makita này. Thì là cái thân máy này chỉ có 1.200.000 thôi. Cái mã của nó là M21 TB
TB00Z hay 02 á, mình cũng chả đọc rõ cái này lắm. 02. Đấy, 02 đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho anh em nhá, thổi phát cho này. Đắp hai pin đất tông đi Phúc. Bỏ mấy này nha, không thổi bay hết món này bây giờ. Con này thổi thử kinh lắm anh em. Thử cái hai pin trước đi. Đây như này, lắp một phát hai pin như thế này. Đó, bật đây nhá, ở trên chỗ này là bảng điều khiển. Nút bật này. Nút tăng giảm tốc độ à, 2 này, 3 4 này. 3 2 1 này. Tắt này, nút turbo bấm vào đây, giữ tay vào anh em nhá, bật này. Turbo này. Tắt này. Em mình thổi thử nhá, húc lùi một tí này. Đây này, thổi thử cái hộp này luôn cho anh em này. Anh em đang nhìn cái hộp của con máy cưa xích này nhá, có sẵn con cưa xích đây luôn này, mình sẽ thổi cho anh em xem này. Anh em thấy kinh không? Cả một con cưa xích thế mà thổi được đây, mấy cái hộp này nhá. Hộp này là không có đồ đâu nhưng mà thổi hộp này thì có gì đâu mà suy nghĩ. Đấy. Chỗ này hết cái thổi đây. Hộp này, những cái này thì thổi có gì đâu mà. Rồi mình sẽ đi thử test lá cây cho anh em xem. Thôi thử con này đi. Cho một pin đi Phúc. Con này giá có mỗi 1,2 triệu thôi anh em ạ. Nó sẽ bằng gần một nửa con kia. À, hơn một nửa con kia một xíu. Nếu mà sử dụng gia đình thì cây này ngon. Tại vì giá nó so với đề quát thì nó rẻ dạ, hơn nữa. Rẻ hơn đề quát bao nhiêu dạ. Đúng không? Con này thì ở đây sẽ có báo mức pin này anh em ạ. Cò bóp và nút turbo. Cò bóp này. Cò bóp, turbo. Đây anh em nha. Cũng khỏe đấy, nhưng mà không có cái gì để thổi. Đây thổi thử cho anh, cái ni lông này bay cho anh em thử. Nhìn tốc độ của nó bay như thế nào anh em. Đi ra ngoài xét cái lá cây này nữa. À đây, bây giờ mình thử gắn thử cái cây cưa luôn. Đây anh em nha, con này là đôi pin luôn. Anh em cũng có thể dùng được hai viên pin Makita. Lưu ý với anh em là chỉ khi sử dụng hai pin mới được nha. Một pin gắn một vô pin là không chạy nha anh em. Hai pin nó sẽ bắt nối tiếp anh em nhé. Ở đây nó sẽ có công tắc on off này. Đó. Chỗ này là cái khóa an toàn. Khi đóng cái này anh em ạ là không chạy được này. Đó, nó sẽ báo tít tít thì là khóa an toàn. Anh em bóp không chạy nhá. À, kéo lên thế này mới chạy. Cực kỳ khỏe luôn anh em. Bên này nó sẽ có báo mức dầu này. Con này là bơm dầu tự động anh em nhá. Rồi, cái phúc đưa cái hộp của nó. Đây chai dầu đây. Không, anh mượn cái hộp anh đọc cho anh em thông số. Sau chưa? Đó. Đây, thông số của nó động cơ không thổi than này. Cái lam của nó là cái độ dài của cái lam xích đây là 14 inch. Nó sẽ có cái lưỡi HQ chai này là cái quá nhiều luôn mình cũng chưa hiểu rõ đâu. Cân nặng 3 kg. Cái tốc độ của xích khi chạy là sẽ là 8 m/s. Có bơm nhớt tự động này. Cái dung tích của cái bình bơm nhớt là 220 ml. Đây bọn mình sẽ đổ nhớt vô nhá. Chơi luôn nhớt mới luôn để test. Thường thì anh em sử dụng thì sử dụng nhớt khải được rồi. Thêm nữa đi Phúc, đây này nhìn cái mức mắc đây này. Khi nào anh bảo mắc thì dừng nhá. Cứ bơm đi. Rồi ok, đúng rồi. Rồi, đi ra ngoài tìm cây cắt cho anh em xem. Trong nhà này mình đi thổi nha. Thổi luôn. Trong nhà cái này nó bụi lắm. À nó dính nhớt ở nhà. Rồi đi, thổi cái con máy nhỏ, cầm luôn máy nhỏ luôn. Cái máy nhỏ lấy phụ kiện của máy nhỏ luôn Phúc. Lấy cái nòng nó luôn đi. Đấy, lắp cái nòng vô trường. Rồi xách con cưa xích luôn Phúc ơi. Đó, hai tay hai súng anh em nhá. Đi test đây. Cho bơm nhớt lên đó. Nó bơm nhớt tự động anh. Rồi cho nó ra nhớt đó. Rồi anh em xem này. Ngọt lịm luôn. Mà gỗ này có nó đang cái gỗ này cây này gốc quay xi đúng không? Nó dài lắm anh em ạ. Rồi, trường quay trọng dụng một tí nào. Đó, đang thử miếng nữa nhá. Chắc nguyên gốc to luôn anh. Gốc to quá. Thôi cây của người ta lúc người ta mất cây người ta chết. Thử luôn đi không? Đấy, cắt từ đấy luôn. Rồi anh em này.
nhìn quay mặt này chỗ này, quay mặt này mới nhìn thấy to. Đó, anh em thấy không? Cũng ngon phết anh em ạ. Để dùng cơ động rộng cho nhìn hẳn cái cưa đi chưa? Đấy. Mình nghĩ cái này dùng gia đình chắc là ổn anh em ạ. Rồi mình sẽ đi thử test cái máy thổi bụi nhá. Đây, cái máy thổi lá anh em nhá, turbo này. Ui, siêu sạch luôn. Ở ngay ngoài đường này không muốn thổi nhiều, sợ bụi người ta chửi cho. Thử cái máy bé này xem nào. Đây có pin sẵn rồi. Đây là con máy bé anh em nhá, con máy mà một pin đấy. Con này dùng gia đình thì chắc là hợp hơn, nhưng mà nó không mạnh bằng con này anh em ạ. Mình sẽ thử tìm chỗ nào mà có nhiều đất cát thổi nhá. Ui, anh em thấy kinh không? Rồi, anh em nào muốn mua nhá, có thể liên hệ ông Văn Phúc, mình để số điện thoại trên góc, không biết góc này này. Rồi, hẹn lại anh em video sau. À, quên mất thử con máy bé anh em nhá. Con bé đây Phúc. Đây, cái con mà một pin này anh em này. Giá nguyên thân máy là 1 triệu 2 nhá. Cũng khỏe lắm anh em ạ. Rồi, hẹn lại anh em video sau nhá.